Vài này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện một bức ảnh hình cưới thật nhanh và đẹp. Đầu tiên các bạn thấy tấm hình chúng ta ở đây. Ở đây các bạn để ý thấy rằng tấm hình chúng ta cần xóa đi những vị trí không cần thiết, những phần cỗ xe và những phần tường rào. Vì vậy để xóa nhanh vị trí này, các bạn cùng tôi chọn công cụ Brush và loát những Brush đi kèm để chúng ta cùng nhau xóa tấm hình này. Bây giờ chúng ta cùng nhau chọn công cụ Brush, phím tắt B trên bàn phím. Sau khi chọn xong, các bạn thấy có một hộp thoại nhỏ trên này. Các bạn bấm mũi tên nhỏ này và qua phần setting đây, chúng ta chọn phần load brush, tức là mình load lên, tải lên những brush để chúng ta cùng nhau hiệu chỉnh. Tôi chọn load brush. Ở đây chúng ta chọn brush 02 có sẵn trong file thực hành đi kèm, các bạn chọn và load lên. Thì thông thường khi load lên, brush này sẽ ở dưới cùng có tên là 405. Bây giờ tôi chọn brush 405. Sau khi chọn xong, chúng ta chọn màu cho đối tượng này, trắng. Và các bạn chú ý rằng nét của nó đã định hình sẵn rồi, các bạn không cần chỉnh sửa gì nữa. Bạn có thể tăng cỡ lên, cứng hoặc mềm. Và bây giờ chúng ta zoom gần đối tượng này. Để đơn giản hóa, các bạn cùng nhau về công cụ hút màu. Tôi hút màu lân cận để tô. Sau khi hút xong, chọn về công cụ brush. Các bạn có thể trượt phải màn hình, thu nhỏ kích cỡ. Sau khi thu nhỏ xong, chúng ta cùng nhau vẽ, tẩy đi những phần không cần thiết, những phần làm tấm hình cưới của chúng ta trông xấu hơn. Ví dụ tôi tẩy thế này. Sau đó chúng ta tiếp tục tẩy những vùng ngoài này. Trong quá trình tẩy, các bạn nhấn phím Alt Delete để biến thành đối tượng hút màu. Các bạn hút màu lân cận đây và tiếp tục tẩy những vị trí. Các bạn tẩy hết sức khéo léo. Có thể zoom xa ra quan sát cho dễ hơn. Ví dụ tôi chỉ tẩy những vùng như vậy thôi. Và tương tự bên này cũng vậy. Các bạn lại nhấn phím Alt Delete, hút những màu lân cận của nó và tiếp tục đẩy. Đây là bước chúng ta xử lý những phần không cần thiết của tấm hình, và tôi hay gọi đó là những phần rác. Ở đây chúng ta thấy rằng đối tượng này tương đối thừa và mình phải tẩy vào trong một chút xíu cho đẹp hơn. Và phần này cũng vậy. Tôi tẩy như vậy mà không hút những vùng lân cận thì màu của chúng ta đã bị sai và trông rất lố. Chúng ta cần chôn Alt Delete lại. Sau khi xong, tôi nhấn Alt Delete, hút lân cận và tẩy nhẹ nhàng. Đó, ok. Sau khi tẩy xong, chúng ta đã xử lý xong phần background. Còn phần trước này, chúng ta thấy rằng đầu gối chú rể hơi cong. Chúng ta cùng nhau về công cụ chọn và khoanh vùng tác động. Sau đó các bạn vào chức năng Filter, chọn phần Liquify. Các bạn chọn công cụ này để biến đổi, đẩy đối tượng và nét rớt tương đối lớn. Tôi có thể giữ chặt chuột trái, kéo đầu gối này thẳng ra. Và phần lưng này, giao thẳng lên một chút. Chúng ta cùng nhau giảm nét rớt nhỏ lại để kéo phần quần này nhé. Rất dễ dàng phải các bạn. Sau khi xong, chúng ta nhấn OK. Bây giờ tôi cần chân Z, các bạn thấy hiệu ứng rất hay của các bạn. Sau đó các bạn nhấn cần chân D, bàn phím bỏ chọn. Ở đây, nếu như xảy ra trường hợp này, tức là hình chúng ta dùng nét brush quá lớn để biến đổi cái đầu gối, thì để lại cái nét này. Rất đơn giản thôi. Tôi chọn toàn bộ phần này. Các bạn nhấn phím Shift F5 trên bàn phím và chọn Content Aware, OK trên bàn phím. Mọi vấn đề đã được xử lý rất nhanh phải các bạn. Bước đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau chỉnh sửa và hoàn thiện những phần rác của tấm hình. Ở video sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm tấm hình trông đẹp hơn.